Ồ, sư bị cúp điện hả? Dạ, máy con nãy giờ cái máy Hồng Nhật nó cũng tự nhiên nó cả tưng tưng nên con cũng bị phân tâm một chút, nhà con cũng chưa vô được đạo tràng. Dục Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhật Minh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư được đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn để ôn lại phẩm thứ ba và phẩm tâm. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lâm ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều họp chương trình ông bài ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học hát được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Ha Giá. Con kính lễ và lãnh lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng các vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021, thì chúng ta sẽ tiếp tục là cái buổi ôn tập cuối tuần cho cái diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cảm ơn quý vị. Để bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay thì chúng con xin cung kính chư tăng và mời quý vị chúng ta cùng tỉnh lễ Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagavantang Abhivademi Sakkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Nam mô Bụt Ha Giá. Ngày hôm nay như thường lệ thì chúng ta tiếp tục ôn tập cuối tuần, và cái buổi ôn tập cuối tuần này thì chúng ta ôn tập đến phẩm thứ ba là phẩm tâm Chitta Wakka. Bởi vì trên diễn đàn Pháp Cú Kinh các vị giảng sư cũng đã vừa giảng xong phẩm tâm là kết thúc câu số 43. Thì như sự sắp xếp thì chúng ta sẽ ôn tập cái
pháp cú, những cái phẩm nào đã được những vị giảng sư giảng xong thì chúng ta sẽ ôn tập cái phẩm đó lại. Và có sự thay đổi tí xíu là chúng ta sẽ chia ra một phẩm, chúng ta sẽ chia ra làm đôi để có nhiều thời gian cho bà con Phật tử, cho bà con ở diễn đàn chúng ta có cái rộng rãi cái thời gian để mà ôn tập nhiều hơn. Thay vì giờ là chúng ta một buổi ta ôn hết một phẩm thì chúng ta sẽ chia làm đôi, chúng ta sẽ ôn 2 tuần. Còn nếu mà thiếu thời gian nữa thì chúng ta sẽ chia nhỏ hơn nữa, thì lúc đó thì chúng ta sẽ sắp xếp tiếp. Thì ngày hôm nay ở phẩm tâm Chitta Vaggha thì chúng ta sẽ ôn tổng cộng là sẽ có 5 câu kệ ngôn, câu 33, 34, 35, 36 và 37. Sở dĩ Tịnh Đạt chọn 5 câu kệ ngôn đầu tiên này thì cũng trùng hợp với lại các cái tích truyện, các cái tích truyện trong chú giải Kinh Pháp Cú. Thì thưa quý vị rằng phẩm tâm chúng ta có 11 câu ạ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 câu. 11 câu nhưng mà chúng ta chỉ có 9 tích truyện mà thôi. 9 cái tích truyện duyên sự. Hôm nay thì chúng ta sẽ ôn 5 câu pháp cú liên quan đến 4 cái tích truyện đầu tiên, và 6 câu pháp cú còn lại thì liên quan đến 5 tích truyện còn lại thì chúng ta sẽ ôn vào tuần sau. Và bây giờ thì bắt đầu cho cái buổi ôn tập. Thì trước tiên Tịnh Đạt sẽ đọc qua một lần từ câu 33 đến câu 37 bằng Pali Việt, mỗi câu đọc 2 lần, và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau dò theo hoặc là cùng đọc theo để chúng ta ôn tập. Sau đó thì sẽ mời các vị ở trong diễn đàn chúng ta sẽ giơ tay chọn cho mình một câu và cố gắng học thuộc lòng cái câu đó, cố gắng học thuộc lòng cái câu đó. Và nếu được thì đã có copy cái phần dẫn truyện, cái phần tích truyện ở trong cái giảng kinh Pháp Cú trên trang pháp luân.net, thì nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ đọc cái phần đó, cái phần duyên sự tóm tắt. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ôn câu 33. Bắt đầu sẽ là câu 33. Chitta Vaggha, phẩm tâm, câu 33. Handanang chapalang chittang durakhang duniwarayang ujungkaroti metawi usukaro vate chanang handanang chapalang chittang durakhang duniwarayang ujungkaroti metawi usukaro vate chalang. Câu số 34. Varicho vatale kitto okamokata upato varipandati dang cittang marathayang bahatave vanicho vatale kitto okamokata upato varipandati dang cittang marathayang bahatave. Câu 35. Dunikyahasa lahuno yathakamani patino cittasa dhammato sathu cittang dantang sukhavahang dunikahasa lahuno
Yata kama nipatino Chitta sa dhamma tho sa thu Chittang đam tăng sukha quang hăng. Câu 36. Su đuột đa sang su ni phu năng Yata kama nipati năng Chittang raketa metavi Chittang gutang sukha vahang Sunduan dasang sunipunang Yata kama nipati nang Chittang raketa metavi Chittang gutang sukha vahang. Câu 37. Nurangamang ekacharang Asarirang kuhasayang Ye chittang sangyamesanti Mokhanti marabanthana Nurangamang ekacharang Asari rangu hasayang Ye chittang sangyamet santi Mokhanti marabanthana. Sathu, sathu. Tiếp theo là bằng bằng tiếng Việt. Chitta quốc gá phẩm tâm. Câu 33. Tâm hoảng hốt dao động, khó hậu trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Tâm hoảng hốt dao động, khó hậu trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Câu 34. Như cá quăng lên bờ, vứt qua ngoài thị giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn diệt. Hãy đoạn thế lực ma. Như cá quăng lên bờ, vớt qua ngoài thị giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Câu 35. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Câu 36. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn ăn sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn ăn sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Sa thú, sa thú. Như vậy là chúng ta bước đầu tiên là sẽ cùng nhau để mà đọc lại 5 câu kệ Pháp Cú từ số 33 đến số 37 trong phẩm tâm. Bước thứ hai đó là Tịnh Đạt sẽ mời tất cả quý vị chúng ta chọn cho mình một câu ở trong 5 câu này, và giơ tay cầm mic để mà đọc cũng như là kể lại cái câu Pháp Cú này. Và Tịnh Đạt sẽ hỗ trợ post cái duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú mà quý vị chọn đó. Giống như ở đây thì câu số 33 và 34 thì cùng có một cái duyên sự. Câu 35 thì có một cái duyên sự. Câu 36 có một cái duyên sự riêng. Và câu 37 có một cái duyên sự riêng. Thì quý vị chọn cái câu nào thì Tịnh Đạt sẽ post cái phần duyên sự đó cho tất cả quý vị ở đây. Rồi chúng ta kệ câu kệ ngôn Bali Việt và chúng ta đọc luôn cái phần duyên sự đó cho diễn đàn cùng lắng nghe.
Trước tiên đó là cái duyên sự của câu số 33 và 34 là như thế này đây. 33, 34. Dạ. Vị nào quan hỷ cầm mic để chuẩn bị đọc kệ cho cái câu số 33 và 34 à. Phần Pali Việt và cái phần tóm tắt duyên sự được trích từ trang pháp luân.net. Có vị nào giơ tay xung phong trước không ạ? Dạ, mời cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, con thấy sư cầm mic lâu nên con xin phép được đỡ mic. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cô ấy mình ơi, có đại đức Tịnh Đạt bớt duyên sự rồi, cô ơi mình đừng bớt chồng lên nha. Dạ, con không biết đại đức có trước máy không mạch sư? Dạ, đại đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con cung thỉnh sư có thể ôn lại câu số 33 và 34 để dẫn đầu cho chúng con được ôn bài ạ. Dạ, kính nhân mít đến sư. Nam mô Bổn Sư, giá Nam mô Samma, giá Nam mô Sangha, giá con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào bà quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn lại câu kinh pháp cú số 33 và 34. Phan Đa Năng Chấp Ba Lăng Chích Tăng Đô Rắc Khăn Đô Ní Hoa Ra Văn U Chùng Ca Rô Tí Mê Tha Huy Ca Rô Quát Tê Cha Năng. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Câu số 34. Qua Richo, Qua Thái Lê Khít Tô, Ô Cá Mô, Cá Tà Úc Phá Tô, Bà Rì Phàn, Đá Tì Đăng, Chít Tăng, Ma Rá Thê Giặc, Ma Rá Thê Giăng, Bá Hà Tà Quê. Như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Dạ, sư xin mới đi ra ngoài, không biết là ôn như vậy hay là ôn làm sao, thân có thể cho sư biết rõ hơn được không ạ? Dạ, vậy là thượng tọa Minh Hạnh cầm nhầm mic. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, dạ, kính mạch đại đức, dạ, coi như là sư
Bình Đạt là nói là ôm hai câu đầu vừa ôm vừa kể trước á. Nhà kính thỉnh sư cầm bút trở lại ạ. Dạ cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thú sa thú. Dạ sư xin kể câu 33. Phan đa năng cha ba lăng chi tăng đô ra khăn đô ni qua ra dăng ô chung ca rô ti mê tha quy ô su ca rô qua tê cha năng Phan đa năng cha ba lăng chi tăng đô ra khăn đô ni qua ra dăng ô chung ca rô ti mê tha quy ô su ca rô qua tê cha năng Pandanang chapalang chitang durakang doniwa rajang ujungkaro timai thawi usukaro wate chanang. Dạ sư xin kể câu số 34 ạ. Wariyo watale hito okamo kata u fato pari parifan dati dang citang marathayang mahatawe warijo watale hito okamo kata u fato parifan dati dang citang marathayang mahatawe Waricho watale hito okamo kata ofato parifang datidang citang marathayang pahatawe. Dạ sư xin hết ạ. Sư xin mời người tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài số 33. Bàn đá năng chá bá lăng chít tăng đu rát khăn đun ní hoa rá dăn ú chùm cá rô tí mê tha quy ú xú cà rô quá tê chá năng pan đá năng chá pá lăng chít tăng đu rát khăn đun ní hoa rá dăn ú chùm cá rô tí mê tha quy ú xú cà rô quá tê chá năng bàn đá năng chá phá lăng chít tăng đu rát khăn đùm ní hoa rá dăn ú chùm cá rô tí mê tha quy ú xú cà rô quá tê chá năng hoa rí chô quá thá lê khí tô khít tô ô cá mô cá tá úp bá tô bá rí bàn đá tí đăng chít tăng mà rá thầy giá mà rá thầy dăng bá hà tá huệ hòa rí chô quá thá lê khít tô ô ô cá mồ cá tá úp bá tô bá rí bàn đá tí đăng chít tăng mà rá thầy dân bá hà tá quê dạ chưa chưa có bài tiếng Việt
số 33 và số 34. Dạ, cảm ơn quý. Tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ, tên làm tên. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: như cá quẳng lên bờ, quất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng quẩy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, chưa có bài. Dạ. Tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ, tên làm tên. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: như cá quẳng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: một thầy tỳ khưu khi còn là cư sĩ thì thuần hành tinh tiến, vun bồi phước hạnh. Sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội. Học luật thì thấy trăm thứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người mỗi một cách. Học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn ngữ, ngôn từ ý, nghĩa ý. Vị sư ấy không an lạc, muốn hoàn tục. Khi được những người bạn đồng hành, đồng phạm hạnh đưa đến gặp Phật thì vị tỳ khưu ý được đức điều ngự dạy rằng: bất tất phải quan tâm nhiều điều, chỉ cần phòng hộ tâm ý là đủ. Ngài trưởng giả Sangharakhita Tăng Hộ có một người cháu xuất gia. Sau mùa an cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc giải của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến ngài trưởng lão, bằng tâm thương kính quyết định về thăm ngài và cúng dường một phần giải. Ngài Tăng Hộ đã không nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng nhưng vẫn lễ độ đứng một bên hoạt hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩa vẩn vơ là: nếu dưới mái chùa thiếu tình cảm như vậy, à không đúng diễn sự, dạ dạ dạ, vậy cấp dân xin xuống. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, có cái hôm nay thì chúng ta có một cái chút xíu thêm để cho cái buổi ôn tập chúng ta có chất lượng hơn tí xíu nữa. Đó là chúng ta sẽ giảm bớt cái số lượng câu mà chúng ta thêm, đó là cái phần duyên sự tóm tắt. Và cái duyên sự tóm tắt này thì khi mà chúng ta chọn cái câu kệ ngôn nào đó thì chúng ta sẽ đọc cái duyên sự phù hợp với cái câu kệ ngôn đó. Giống như là cái duyên sự này là câu 33. Không biết là quý vị có thấy được cái phần duyên sự tóm tắt mà Tịnh Đạt post lên không ạ? Dạ, có vị có theo dõi được cái phần đó hay không? Để dạ, đây là câu số 33 và 34. 35 là cái duyên sự này. Đây là 35. Dạ, để Tình Đạt đánh luôn cho một lần luôn. 36 là cái duyên sự nội dung như thế này. Và kế tiếp cuối cùng là 37. Câu 37 thì cái duyên sự nói
sư post ngắn thì mới thấy hết là sư. Ồ, ồ thì ra là như vậy. Ồ, nó hạn chế cái số lượng đó hả? Thì như vậy như thế nào đây? Cái phần tỳ kheo mê khí giá thì kết thúc đó là tại pháp nhãn cho thầy, là cái phần kết thúc 33-34 quý vị thấy hết ha. Phần câu số 35 là một thầy tỳ khưu học pháp thiền quán, kết thúc đó là cho đến Đức Phật dạy nhân đề cập câu chuyện của vị tỳ khưu này. Quý vị thấy được hết được câu 35 không? Không lâu à, mới tới đây chứ tu lập không lâu hả? Tu tập không lâu, nhà tu tập không lâu, tu tập không lâu, chứng quả vô sanh. Và tiếp tục đây là 35 nè. Chứng quả vô sanh giải thoát. Và như vậy là chắc được mỗi một cái post như vậy chắc được khoảng 3 dòng. Dạ. Rồi tiếp theo đó là câu 36. Câu 36 các vị thấy được hết không? Một vị tỳ khưu khi còn là cư sĩ. Chính đó là dạy rằng bất tất phải quan tâm nhiều điều, chỉ cần phòng hộ tâm ý là đủ. À, đến ý là đủ, và 36 là đủ rồi. Vậy qua câu 37. 37 quý vị thấy được tới đâu rồi à? Cái phao thoát này nó cũng còn hạn chế. 37 quý vị thấy được tới đâu? Chưa thấy 37 hả? Vậy tình này sẽ post 37 làm chia làm hai đoạn nhé. 37 à. Còn một đoạn nhỏ nữa. C. 37C. Dạ rồi, các vị thấy được hết không? 37 thì có 3 đoạn. À, Tịnh Đạt sẽ gửi một cái đường link, cái đường link của cái trang này, quý vị có thể vào đường link này mà quý vị sẽ thấy. Dạ, cái đường link đây. Dạ, như vậy thì chúng ta có nội dung duyên sự của tất cả 5 câu, 4 cái duyên sự cho 5 câu pháp cú. Thì bây giờ cái cách là chúng ta sẽ đọc đọc và kệ câu pháp cú Pali Việt và cái duyên sự của câu pháp cú đó. Riêng câu 34 và 33 và 34 thì cùng duyên sự, nhưng mà quý vị chỉ cần kệ một câu thôi. Ví dụ như là chọn câu 33, chúng ta đọc bằng Pali Việt và đọc cái duyên sự của cái phần 33 luôn. Câu 34 thì chúng ta chỉ đọc cái phần Pali Việt và cái duyên sự của câu 34 luôn. Tức là dù chọn một câu nhưng mà bị trùng lập duyên sự thì chúng ta vẫn lặp lại. Dạ, quý vị nắm được chưa?
Dạ rồi, bây giờ mời cô Tina N tiếp tục với phần ôn tập cuối tuần. Kính mời cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 37. Con mới thấy bài, con xin lỗi. Tu rằng các măng e các chất rằng asari rằng bu ha sa yang ye chit tang san nhập mê sati mong khan ti ma ra ban tha na. Tu rằng các măng e các chất rằng asari rằng bu ha sa yang ye chin tang san nha men san ti mo kan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai liều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc, hòa thượng Thích Minh Châu. Và duyên sự của bài câu pháp cú số 37 là: ngài trưởng lão Sanharakkhita tăng hộ có một người cháu xuất gia, sau mùa an cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc vải của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến ngài trưởng lão bằng tâm thương kính, quyết định về thăm ngài và cúng dường một phần vải. Ngài tăng hộ đã không nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng nhưng vẫn lễ độ đứng một bên quạt hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩ vẩn vơ là nếu dưới mái nhà chùa thiếu tình cảm như vậy, sao mình không hoàn tục? Với tấm vải này, có thể đi bán, đi mua một con dê, cái để rồi thời gian sau có được đàn dê, từ tài sản khiêm tốn dần già trở nên giàu có, rồi cưới vợ sanh con, cũng đi chùa tạo phước. Nếu gặp bà vợ lôi thôi, thì mình cũng không ngại dùng tới biện pháp tay chân. Đang lúc đang thả hồn trong mộng, vị sư cháu xuất kỳ bất ý vung tay đánh cây quạt vào mặt vị trưởng lão. Bấy giờ ngài tăng hộ vốn là bậc thánh có tha tâm thông, đọc được những ý nghĩ đó nên ôn tồn nói rằng: tại sao muốn đánh người đàn bà ấy mà? Lại nhầm vị sư già vô tội vậy vả này. Dạ, chắc là hết rồi phải thưa sư. Dạ con. Sư cháu nhận ra là ngài tăng hộ đọc được tất cả ý nghĩ mình nên hổ thẹn bỏ chạy. Một số người chạy theo níu lại rồi đưa đến gặp Đức Phật. Đấng điều ngự dạy vị tăng trẻ hành trình hoang vu vô định của tâm thức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thú Sistina, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tinh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin chọn câu số 36. Kính mời huynh cho bài. Kính cảm ơn huynh. Su đút
đa sằng su ni pu năng giá tha cà ma ni bà tí năng chích tầng rắc khề tha mê tha quy chích tầng gú tầng su khà quá hằng su đút đa sằng su ni pu năng giá tha cà ma ni bà tí năng chích tầng rắc khề tha mê tha quy chích tầng gú tầng su khà quá hằng tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng người trí phòng hộ tâm tâm hộ an đến. Sau đây con xin đọc nhiên sự câu số 36. Một thầy tỳ khu khi còn là cư sĩ thì thuận thành tinh tiến dung bồi phước hạnh. Sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật Pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội. Học luật thì thấy trăm thứ ràng buộc. Học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách. Học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn từ nghĩa lý. Vị sư ấy không an lạc, muốn hoàn tục. Khi được những người bạn đồng phạm hạnh đưa đến gặp Phật thì vị tỳ khu ý được đức điều ngự dạy rằng bất tất phải quan tâm nhiều điều, chỉ cần phòng hộ tâm ý là đủ. Dạ thưa chấm dứt. Kính mời bàn tay quý vị rảnh đông sinh xuống mít. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, ăn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 37. Du răng chăng e ca chá răng a sa ri răng u ha xá dân dê chích tăng sáp dê chích tăng sân giám mít san tí mốt san tí ma răng ma ráp bần thá na đu răng giám măng e ca cha răng á rì răng u ha xá dân dê chích tăng sân giá mệt sàn tí một khăn tí mà ráp bằng thái na đụng ra ga măng đụt tranh ga măng e ca chê răng a sa ri răng của ha sa văn về chít tăng sân và mệt sân tí một khách một khăn tí ma ra băng tha na. Dạ, cha con được đọc về duyên sự của câu số 37 là ngài trưởng lão Sanjarat Khita. Có một người cháu xuất gia sau mùa an cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc vải của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến ngài trưởng lão bằng tâm thương kính, quyết định về thăm ngài và cúng dường một phần vải. Ngài hộ tăng đã nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng nhưng vẫn lễ độ đứng một bên quạt hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩ vẩn vơ là nếu với mái chùa thiếu tình cảm như vậy, sao mình không hoàn tục? Với tấm vải này có thể bán đi mua một con dê cái, để rồi thời gian sau có được đàn dê từ tài sản khiêm tốn
dần và trở nên giàu có, rồi cưới vợ sanh con, cũng đi chùa tạo phước. Nếu gặp bà vợ lôi thôi thì mình cũng không ngại dùng tới biện pháp tay chân. Đang lúc đang thả hồn trong mộng, vị sư cháu sức kỳ bất ý vung tay đánh cây quạt vào mặt vị trưởng lão. Bất ngờ ngài Tăng Hộ vốn là bậc thánh có tha tâm thông, đọc được những ý nghĩ đó nên ôn tồn nói rằng: tại sao muốn đánh người đàn bà ấy mà lạ? Tại sao muốn đánh người đàn bà ấy mà lại nhầm vị sư già vô tội vậy vậy? Sư cháu nhận ra ngài Hộ Tăng, ngài Tăng Hộ đọc được tất cả ý nghĩ mình nên hổ thẹn bỏ chạy. Một số người chạy theo níu lại rồi đưa đến gặp Đức Phật. Đấng điều ngự dạy vị tăng trẻ hành trình hoang vu vô định của tâm thức. Sư cháu nhận ra là ngài Tăng đọc được tất cả ý nghĩ mình nên hổ thẹn bỏ chạy. Một số người dạ hết rồi vậy dạ. Vậy con đã đọc xong rồi. Dạ con cảm ơn cô chú Bác Thạch Lá đã bốc bài cho con. Dạ cảm ơn quý sư. Dạ con xin dâng biết lại và đạo tràng ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tịnh Đạt và Đại Đức Tuệ Đức ạ. Và kính chào các cô chú trong đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 36. Su đút đa sằng su nu su ni bu nằng rát tha cà man mani bà ti nằng ti mằng chít tằng rắc hề tha mề tha quỳ chít tằng út tằng su khà qua hằng su đúc đa sằng su ni bu nằng rát thà cà ma ni bà ti nằng chít tằng rắc hề tha mề tha quỳ chít tằng gút tằng su khà qua hằng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay của người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị người theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Rồi con xin đọc duyên sự ạ. Một thầy tỳ khưu khi còn là cư sĩ thì thần thành tinh tấn vun bồi phước hạnh, sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội. Học luật thì phải trăm thứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách, học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn từ nghĩa lý. Vị sư ấy không an lạc muốn hoàn tục. Khi được những người bạn đồng phạm hạnh đưa đến gặp Phật thì vị tỳ khưu ý được Đức Phật, được Đức điều ngự dạy rằng bất tận phải quan tâm nhiều điều, chỉ cần phòng hộ tâm ý là đủ. Dạ duyên sự hết rồi đúng không ạ? Dạ vâng, dạ con xin xuống mic ạ. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 35. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thần Lá.
Nam mô Bụt Tha Lá Lam Mô Tham Ma Lá Lam Mô Sang Kha Lá. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc pháp cú số 35 ạ. Đun lịch ga salat hulo jataka malipa tino chitat sadamato sadatu chitang dan tang sukha wahang. Dunik gahasala hulo jataka malipa tino chitang chittasadamato sa thu chittang dan tang sukha wat hằng. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Dạ. Dunigga has salahau hulo jataka matpatino chittat sadamato sa thu chittang dan tang sukha wa hằng. Khó lắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, điều phục tâm, điều tâm điều an lạc đến, tâm điều an lạc đến. Dạ, đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc nhân sự. Dạ, cái điện thoại con nó chữ nó hơi nhỏ nên còn đọc nó hơi chậm chút ạ. Một thầy tỳ khưu học phương pháp thiền quán từ Đức Phật rồi tìm đến một khu làng hẻo lánh hành đạo. Không lâu vị thầy nhận ra một điều là bà thí chủ trong nàng là người có thể tâm tư của người khác. Biết vậy vị này lo âu vì sợ rằng có khi tâm tư bị uế nhiễm thì thật xấu hổ. Nghĩ thế thầy liền rời bỏ nơi đó về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Phật và thuật lại câu chuyện Đức Phật dạy rằng chính nơi đó là chỗ thích hợp để thanh lọc tâm. Vị tỳ kheo vâng lời trở lại ngồi lặng ngồi làng tinh tấn tu tập. Không lâu chứng quả vô sanh giải thoát. Bài kệ phú trên được Đức Phật dạy nhận để đề cập câu chuyện của vị tỳ kheo này. Dạ con đúng không ạ? Dạ con cảm kính tri ân sư ạ. Cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Cái mắt của con nó kém, con nhìn nó hơi khó chút ạ. Đọc không có nhầm lẫn đâu ạ. Con xin sám hối đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ trung đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sức Trần Đông Trần Phụng Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu 37 ạ. Đu rằng ga mang e ca cha rằng a sa ri rằng gu ha sa giang dễ chịch tăng sam và met san ti mộc khanh ti ma ra ban thành na. Chạy xa sống một mình không thân ẩn thân sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Và đây là bản kỷ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con được xin kệ ạ.
Đu đu ran ga măng a kê cha răng a sa ri răng gu ha sa dăng. Dạ chít tăng xăm bạ mát sanh tí mật hành tí ma ra bản tha năng. Dạ con xin phép được đọc phần duyên sự ạ. Dạ cảm ơn Quỳnh. Ngài trưởng lão Sanh Karatikita tăng hộ, có một người cháu xuất gia. Sau mùa ăn cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc quả của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến Ngài trưởng lão bằng tâm thương kính, quyết định về thăm Ngài và cúng dường một phần vải. Ngài tăng hộ đã không nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng nhưng vẫn lễ độ đứng một bên hoạt hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩ vẩn vơ là nếu dưới mái chùa thiếu tình cảm như vậy, sao mình không hoàn tục? Với tấm vải này có thể bán đi mua một con dê. Với tấm vải này có thể bán đi mua một con dê cái để rồi thời gian sau có được đàn dê. Từ tài sản khiêm tốn dần già trở nên giàu có, rồi cưới vợ sanh con, cũng đi chùa tạo phước. Nếu gặp bà vợ lôi thôi thì mình cũng không ngại dùng tới biện pháp tay chân. Đang lúc đang thả hồn trong mộng, vị sư cháu xuất kỳ bất ý vung tay đánh cây quạt vào mặt vị trưởng lão. Bây giờ Ngài Tăng Hộ vốn là bậc thánh có tha tâm thông, đọc được những ý nghĩ đó nên ôn tồn nói rằng: tại sao ông muốn đánh người đàn bà ấy mà lại nhằm vị sư già vô tội này? Sư cháu nhận ra Ngài Tăng Hộ đọc được tất cả ý nghĩ mình nên hậu thẹn bỏ chạy. Một số người chạy theo níu lại rồi đưa đến Đức Phật. Đấng điều ngự dạy vị tăng trẻ hành trì hoang vu vô định của tâm thức. À, như vậy là đã hết. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính nhân mít đến đạo tràng ạ. Dạ sa thu lần thầy xin nhận thuyền và thánh ma không thấy ấy. Ai giơ tay nên là gắt thân à, xin được giơ tay. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chế đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung rạ. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 36. Sù đút đa sang sù đi pu năng yat tha ka ma ni pa ti năng tăng ra khê tha mê tha vi chí tăng cú tăng su khá vá hăng su đút đã sang su ni pu năng yát tha ka ma ni pa ti năng chí tăng ra khê tha mê tha vi chí tăng cú tăng su khá vá hăng Sù đút đã sang sù ni pu năng yát tha ka ma ni pa ti năng chít tăng ra khê tha mê tha vi chít tăng cút tăng su khá vá hăng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay của người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến bản dịch Đại Minh Châu. Một thời tỳ khưu khi còn là cư sĩ thì thuần thành tinh tiến buôn bồi phước hạnh. Sau khi xuất gia
được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật Pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội. Học luật thì thấy trăm thứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách. Học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn từ nghĩa lý. Vị sư ấy không an lạc, muốn hoàn tục khi được những người bạn đồng hành phạm hạnh đưa đến gặp Phật. Thì vị tỳ khưu ý được đức điều ngự dạy rằng tất, bất tất phải quan tâm nhiều điều chi, cần phòng hộ tâm ý là đủ. Dạ, Nam Mô Phật Thà Gia, còn xin được xuống mic. Dạ sa thú kính cảm ơn minh quá thanh á. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ con thấy đã hết giờ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi cầm mít ra bà sư để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ con kính chân mít đến sư ạ. Con cũng xin phép được rời rung, con thành kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Sa thú lành thai. Thật sự là rất là hoan hỷ khi mà đạo tràng Pháp Cú Kinh, tuy là hôm nay ngày Chủ Nhật chúng ta không có cái buổi giảng chính thức, nhưng mà là cái buổi ôn tập cuối tuần, nhưng mà đến giờ điểm này vẫn rất là như là các buổi học nghe Pháp thường lệ. Đó là một cái tín hiệu rất là tốt. Sa thú lành thai. Và với công đức hôm nay, xin nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn. Bút Tha Sa Sinh Năng Chí Răng Tức Tha Tú. Và xin nguyện cầu Hồng Ân Tâm Bảo Gia Hộ đến Chư Tăng và tất cả các vị ở trong đạo tràng có được một cuộc sống hanh thông và có luôn luôn được cái sự mát mẻ tiến hóa trong đường tu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và đã hết giờ sinh hoạt thì xin hẹn lại quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập vào tuần sau. Và tuần sau thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục phẩm tâm từ câu 38 đến câu 43, là chúng ta sẽ ôn tập cho hết cái phần phẩm tâm, và sau đó chúng ta sẽ quay lại những cái phẩm trước, trong khi chờ đợi cái phẩm hoa là phẩm thứ tư được giảng tiếp theo. Và giờ đây thì xin một lần nữa tỏ lời tán thán và hoan hỷ với đạo tràng Pháp Cú Kinh của chúng ta, và xin kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn để chúng ta hồi hướng kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác.